Bạn dự định du lịch trong bao lâu? आप कब तक यात्रा करने की योजना बना रहे हैं? मैं और 2 दिन यहाँ पे हूँ। Còn 2 ngày nữa. Bạn có ý định quay trở lại Việt Nam không? क्या आप वियतनाम लौटने की योजना बना रहे हैं? हाँ, मैं 1 साल बाद फिर वापस आऊँगा वियतनाम। Vâng, tôi sẽ quay lại trong 1 năm nữa. Kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với máy thông dịch.com. Thì trên Tây Đào đang là máy thông dịch Atok Lít Cộng, dòng máy thông dịch tiếng Việt tốt nhất thế giới hiện nay. Atok Lít Cộng có thể dịch nhanh và chính xác lên đến 137 ngôn ngữ chỉ trong 1.2 giây. Đặc biệt, Atok Lít Cộng còn có khả năng dịch offline tiếng Việt mà không cần kết nối mạng. Atok Lít Cộng có đến 6 tính năng dịch là dịch giọng nói, dịch hình ảnh, dịch ghi âm, dịch văn bản, dịch hội nhóm và dịch offline tiếng Việt mà không cần kết nối mạng. Đào đang đứng trước văn phòng công ty của máy thông dịch.com tại địa chỉ tòa nhà VC House 399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ quý khách hàng hãy di chuyển cùng máy thông dịch.com đến quận nhất tìm người nước ngoài để test xem máy thông dịch Atok Lít Cộng dịch nhanh và chính xác đến mức nào nhé. Let's go. Xin chào, bạn đến từ đâu? Hi, tôi có hát sĩ vụ. Mà Uttar Pradesh sẽ hẹn. Phía Bắc. Bạn đến đây để du lịch hay là công tác? क्या आप यहाँ यात्रा कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ पे यात्रा कर रहा हूँ। मैं यहाँ 2 दिन पहले आया। Tôi đi du lịch ở đây. Bạn dự định du lịch trong bao lâu? आप कब तक यात्रा करने की योजना बना रहे हैं? मैं और 2 दिन यहाँ पे हूँ। Còn 2 ngày nữa. Bạn có ý định quay trở lại Việt Nam không? क्या आप वियतनाम लौटने की योजना बना रहे हैं? हाँ, मैं 1 साल बाद फिर वापस आऊँगा वियतनाम। Vâng, tôi sẽ quay lại trong 1 năm nữa. Bạn cảm thấy Việt Nam là một đất nước như thế nào? आपको लगता है कि वियतनाम किस तरह का देश है? ये बहुत अच्छा देश है। ये là một đất nước rất tốt. Bạn đã uống thử cà phê ở Việt Nam chưa? क्या आपने वियतनाम में कॉफी पी है? हाँ, मैंने यहाँ पे कोल्ड कॉफी पी है, बहुत स्वादिष्ट थी। Vâng, tôi đã uống cà phê điện thoại ở đây, nó rất ngon. Bạn uống cà phê có bị say không? क्या आप कॉफी के नशे में हैं? No. Bạn đến đây du lịch cùng với ai? आप यहाँ किसके साथ यात्रा कर रहे हैं? मैं अकेला ही यात्रा कर रहा हूँ। Tôi là người duy nhất. Tôi có một món quà nhỏ muốn dành cho bạn. मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा उपहार है. Thank you. Yeah, thank you. Như quý khách có thể thấy, chỉ cần cầm trên tay chiếc máy thông dịch Atok Lít Cộng là quý khách đã có thể dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới mà không cần quan tâm đến Internet. Atok Lít Cộng không hổ danh là dòng máy thông dịch tiếng Việt tốt nhất thế giới với khả năng dịch 2 chiều 137 ngôn ngữ chỉ trong 0.2 giây và dịch offline tiếng Việt mà không cần kết nối mạng. Nếu quý khách còn những câu hỏi hay thắc mắc nào cần được giải đáp, quý khách vui lòng truy cập vào website máythongdịch.com hoặc liên hệ số hotline 0938 335 696 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ trực tiếp. Hoặc quý khách có thể ghé trực tiếp văn phòng công ty của máy thông dịch.com tại địa chỉ tòa nhà VC House 399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm trực tiếp các dòng máy thông dịch Atok chính hãng. Cảm ơn quý khách đã luôn đồng hành cùng máy thông dịch.com. Hẹn gặp lại quý khách ở các video tiếp theo.